Long sẽ mời một nghệ sĩ ưu tú, đó là nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh, người đã gửi tới quý vị ca khúc bài ca thống nhất. Bây giờ thì Tự Long muốn mời Thùy Linh sẽ cùng hát với Tự Long một làn điệu chèo để gửi tới những con người yêu chèo của quê hương Hải Dương, một làn điệu chèo. Xin mời nữ nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh. Xin hãy dành cho nữ nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh một tràng pháo tay ạ. Tự Long sẽ hát cùng với Thùy Linh bằng một ca khúc, một làn điệu được trích ra từ một vở diễn. Và đây là vở diễn kinh điển trong 7 vở diễn nổi tiếng của nghệ thuật chèo, vở diễn Lưu Bình Dương Lễ. Mọi người chắc là biết vở diễn này đúng không? Hải Dương thì quá biết rồi. Nhưng mà hôm nay thì Tự Long sẽ vào vai của quan Dương Lễ. Và đây là nàng Ba Châu Long. Và chỉ có ở Việt Nam thì mới có người bạn là cử vợ đi nuôi bạn thôi, chứ ở chỗ khác người ta không cử đâu. Vì cử vợ đi nuôi bạn là thường là mất cả bạn lẫn vợ. Nhưng chỉ có ở Việt Nam và chỉ có ở Lưu Bình Dương Lễ thì mới có một người bạn cử vợ đi nuôi bạn thay chồng. Và Tự Long sẽ là Dương Lễ, còn nghệ sĩ ưu tú Thùy Linh sẽ là nàng Ba Châu Long. Vỗ tay cho gia đình tôi chuẩn bị chia tay nhau mình. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp nguyện giữ lòng thiếp như tấm gương này, mãi mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng, tòng quyền ý.
anh đây chúc ý nàng hòa vui kẻ sao chiết đi nỗi ngầm khuyên đi nàng hãy ngõ chúc